Vô vô thao hết luôn á anh chàng hả? Hả? Không có. Ấy một hồi đi anh cổ có quýnh anh á. Quýnh anh á. Bây giờ này em đưa cái nhánh cây cho anh. Có dây đó anh chàng đèn à, anh cọ lấy còn anh cắt khúc dây ngắn ngắn anh cột cây nhang cho dài ra anh đưa ra mới tới xuống đây cũng đừng nó xuống đây cột lại đi cắt khúc dây nhỏ cột lại cái đi thấy nữa có cá không con hồi nó quấn em đưa cái không có cá hả quấn cho làm cá mà đi câu nhiệt tình dữ vậy trời không tin mình nhưng mà thấy hỏi ruột đúng thằng cột không dính cắt rồi luôn giống như thế này trời vui ơi chứ em biết chắc cột xích ngoài á anh chàng cột xích ngoài á má cái dồi cũng trọng không trời được rồi rồi nó tắt bây giờ là nó yếu rồi nó để đâu ra sân chưa sưng đúng rồi đâu không có không giúp mới thấy nhắm mắt lại mới thấy chưa sưng mắt nghe mi luôn chưa cái đuôi đâu được cái đuôi đâu vịnh được đâu từ 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 vịnh đó vậy hả nhẹ hả vịnh cái đuôi nè nè ông cậm này đi ông đâu ông vịnh cái đuôi mà ông lo gì không à nó tụ nó cái ầm đó từ từ vịnh cái đuôi từ từ chỉ vào vô kia đã vô nữa rồi đó. Ông lên đi ông cầm luôn đi nó không có quýnh ông nữa đâu năm ơi nhẹ nhẹ thôi. Quay cho bà sáu quay lóc con. Vô. Vô nghe tới bà sáu. Buông ra đi con ông. Buông ra đi, buông từ vừa ra đi. Nhớ xuống giờ nè, ông buông ra đi con xong khói cho nó. Xong khói cái đi hả? Xuống từ từ. Đưa vô cái mặt cái trụ nó. Chảnh vô đâu quýnh đâu. Anh từ từ đi anh chị ơi. Đây. Đây. Thả vô, thả vô, từ từ cái dịch chặt. Không gớt, không gớt, không gớt. Gớt, để đây leo lên cho. Để leo lên cho. Không gớt, ta chạy xuống mà. Gớt. Nó dướng cầu dừa nó gớt á. Dướng cầu dừa nó gớt á. Nó dướng kia kìa. Thấy cầu dừa nó gớt. Rồi, biết rồi. Nghĩ cầu dừa nó. Không gì đâu mà quánh. Đưa vô mặt chữ nè. Đưa vô mặt chữ cái nha. Đợi mua. Thả đứng từ từ đi, em cầm nè. Cái chữ mới gạt á, chữ mới gạt á. Quyết không rồi nó hiền nó chết luôn rồi quánh. Đụ nó lại lên đang nó đứng nó bay em đập một cái. Thì nó đập. Anh thôi chứ em nó đâu có đập đâu. Rồi xong. Rồi đem lên đi. Đó.
có khói rồi em mát rồi. Em biết tới bên này không sợ nữa. Rồi. Mà con ông này quýnh nó ít nhất anh vậy. Con ông này quýnh ít nhất hơn con kia, nó như kiến lửa cắn à. Như kiến lửa cắn thôi. Quýnh đầu đầu con mắt à. Nó lại mày muốn làm gì mày làm xiếc đi con. Tối xiếc gì chó tao đến mày. Hút kia đi. Con. Mặt cái trên mặt không đó. Con. Bây giờ mày chạy nó xe 4-5 mũ luôn rồi. Nhóc con chúa chơi cái này mày khỏi rồi có chúa nó. Có bộ đội lần chúa à? Chúa dưới đùi đó. Chúa là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đừng bẻ dừa anh chị ơi. Bẻ dừa anh chị ơi, cái đó quan trọng. Trời ơi, anh đừng bẻ, đừng bẻ. Bẻ rồi hả, bẻ ra hết đi. Nè, năm mai cầm đi không? Coi nè. Rồi mày xiết đi, về à. Có ấy không? Không, không. Rồi mày tính làm gì? Kiếm con chúa bắt lại. Ủa, mày bắt đi. Kéo đâu? Có kéo không? Thấy chúa đâu? Không có kéo à, kéo cắt lá đi. Hả? Có kéo không? Không có kéo luôn. Có mượn kéo hả chị? Chúa đâu? Nhóc chân à. Không là chúa đâu. Ở này bèo lắm, đúng rồi, có con thị em đang nói chị á. Dân à, nhưng mà cái mặt từ sao đưa cho anh thì lấy luôn đi cho nó gọn đi, lấy sao mình đưa nó tường sao không ta đụng ra không mà về mình lấy ra là nó túa nó bay lụm chân á thì tới ngoài rồi. Bây giờ để gì nè, bây giờ cắt để gì nè, cắt cho nó hụt xuống chỗ hụt. Ờ vậy cũng được đó, cắt khúc này nè, lấy cái cưa cắt khúc này với khúc này đi, rồi hụt xuống cái đó là được rồi, thì nó không hụt cái thốn rồi đó. Ừ cái chuẩn vậy là để nắp đường phải không, cắt bỏ cái chỗ hả, cắt bỏ cái tầng chuối tơ bỏ, cắt bỏ cái tầng chuối tơ bỏ, mày lấy ấy mày cưa người ta chứ hả, cưa sao được, cưa này cưa dính đi, dính đi, dính dính hai tay cũng được, cái còn quay rồi nữa quẹt thôi anh dẫn còn quẹt cưa chỉ cho này, sợ quá tính cắt cái phần trên cho anh để lại anh lấy có mật gì đâu, có mật quẹt thấy có mật gì đâu. Không phải có quạt của anh đó, nó hết ra. Mình để nguyên kẹp được không? Có mật nhưng mà mật xẻo quá. Có mật nhưng mà mật nó xẻo quá. Nhìn có thấy gì đâu, nhìn. Vậy nãy dở lần cưa dễ hơn không hả? Dễ dở là làm dễ dở lên trời dễ chứ. Dương đừng dở nó hiếp. Dở nó hiếp hả? Hiếp cái gì? Bắt hay ha. Chịu lắm nha. Cái thùng này ấy quá anh vậy. Thùng này nhỏ quá. Ừ. Thằng kia vậy thoải mái cái thùng này quá hẹp. Rồi. Rồi đây. Trời quá trời, mày đặt đi bắt ông. Trời quá, nó quýnh chừng mắt rồi. Trời. Không để mẹ. Tại ông. Không ông kia nó quýnh ra nó có thiệt chứ nó nhấc đồ mà. Mà trễ 5 khối khối 50 khối nó lên kìa. Nó bay lên kìa. Để thối vậy đâu nữa. Ủa ông nào ông lên. Ông nào ông bay. Má vậy là đỡ. Cắn vô chỗ này nè. Chỉnh đè đẻ đậu. Đó đó. Đây cổ động viên. Chở đi câu cá đi mấy đứa. Đó là câu thủ đó. Chú kêu này hả? Chơi. Chơi
cậu mua tre cũng không thấy mê mày. Rồi đó. Nhưng mà phải chịu mai giờ phải kiếm con chú là nhảy lại. Giờ mình nằm nằm kiếm gì che nó rồi nó lắc ơi. Hả? Kiếm gì che nó lắc lắc con thôi. Kiếm gì che cho nó. Đúng không? Không không không, nó ở ngoài mưa mà. Không nó ở ngoài mưa không sao chứ. Cái vấn đề gió ơi gió cũng sao, lắc lắc cũng sao. Sao lắc thì nó mình che chứ lại. Lấy được ở ông đem về các bạn. À, dưỡng năm.